mẹ có những cái thói quen mà mình cảm thấy mình sót á. Mẹ rất lo về chuyện ăn uống cho các con, cứ ngồi nhìn các con ăn xong rồi lát nữa một mình mới xới tô cơm cặm cụi ngồi ăn. Đợt dịch vừa rồi á thì về đó ở 3 tuần. Lúc đó thì mình có bầu, tự nhiên đến cái tháng cuối thì lại bị huyết áp cao, cho nên là mình sinh em bé sớm, sớm hơn dự định gần 1 tháng. Thì sau đó 2 ngày thì có tin là gia đình ở bên nhà chồng Covid. Cha bị nặng nhất rồi đưa vô bệnh viện. Cha vào bệnh viện khoảng gần 2 tuần thì mẹ cũng vào bệnh viện. Cha vào viện khoảng 2 tuần hơn thì hấp hức. Hồ Bích Tâm và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Với những cái câu chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu, chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn, chúng ta sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn trong cái việc kết nối mẹ chồng nàng dâu trong mỗi gia đình chúng ta quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Mẹ Chồng Nàng Dâu ngày hôm nay. Mời quý vị. Mời. Dạ rồi, con mời cô, con mời chị ạ. Dạ, chào cô, chào em gái. Chúc mừng bà ngôi nhà mẹ chồng nàng dâu ạ. Dạ. Chương trình rất là vui chào đón mẹ chồng nàng dâu đến tham gia chương trình. Dạ. Bây giờ xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Tên là Nguyễn Thị Thu, 67 tuổi. Xin kính chào Quyền Linh và MC Hồ Bích Trâm. Dạ. Và quý khán giả đang xem chương trình. Cô là đang sinh sống ở đâu cô? Cô đang ở Bình Tân. Bình Tân đó, hả? Dạ. À, mời em gái. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào Trâm. Em tên là Trần Hoàng Yến, năm nay 33 tuổi. Hiện đang là diễn viên múa của nhà hát giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến tính đến thời điểm này thì làm dâu của mẹ được 4 năm rưỡi. À, mình có mấy cháu rồi? Dạ, em mới có cháu đầu tiên. Bây giờ cháu được 6 tháng. Bé trai, bé gái hả chị? Bé trai. Chúc mừng luôn. Và thêm đứa nữa, bé gái là 10 điểm luôn ha. Dạ đúng rồi, cũng đang đáng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô con dâu này thì cô ấn tượng điều gì? Đúng là gặp dâu tới nhà chơi thấy vui vẻ lắm. Với lại lễ phép, quan trọng là lễ phép. Dạ. À, cô giữ ý liền. À, dạ. À, dạ. Gặp rồi giữ ý luôn. Dạ, giữ ý liền. À. Vui vẻ mà lễ phép lắm. Dạ. Còn chị thì sao ạ? Lần đầu tiên gặp mẹ thì mình có ấn tượng như thế nào về mẹ chồng chị? Dạ, thì trước khi gặp mẹ thì trước đó cũng có nghe bạn bè của chồng á. Tại vì là bạn của chồng gần nhà thì nói là mẹ rất là hiền. Yeah. Mẹ nói chung là ở cái khu đó chắc không ai hiền bằng mẹ hết. Nên là cái lúc đến nhà mặc dù cũng hơi lo lắng một xíu thôi. Nhưng mà gặp mẹ thì đúng là mẹ hiền thật. Mẹ ít nói, mẹ hay cười lắm. Nhiều khi gặp cái thì chào bác rồi bình thường rồi mẹ cứ cười thôi. Mẹ nhìn là mẹ cười thôi. Vậy. Từ lúc mà gặp cho đến cưới nhau thì bao lâu cô? Quen lâu ạ? 9 năm đó. 9 năm hả? 9 năm ạ. Ồ, tức là tụi con quen nhau 9 năm. Dạ, sau đó thì cưới đến giờ là được 4 năm rưỡi. Đến năm nay là năm thứ 5, 5 năm. Là mười mấy năm. Dạ, đúng rồi. Có lẽ rất là quen thuộc với gia đình rồi. Dạ. Như vậy thì khi làm về làm dâu chắc là đỡ ngỡ ngàng hơn. Dạ. Làm dâu thì con dâu đã hoàn thành như thế nào với nhiệm vụ của mình hả cô? Nó cho đúng rồi, cô không có làm dâu nữa. Cưới xong là tụi nó có nhà riêng rồi. Rồi lâu lâu về nhà cho thôi, tự nhiên muốn về nhà cho đó rồi nấu nướng đồ ăn thôi chứ còn không có làm dâu. Nhưng mà cưới liền là ở ý đi liền hay là ở đó một thời gian? Rồi đi liền, tại vì có nhà đi đi liền. Dạ, thật ra là cảm ơn mẹ rất là nhiều, là tại mẹ đồng ý cho con trai đi ở rể trước. Dạ. Tức là chồng em ở rể khoảng chừng nửa năm thì sau đó tụi em mới ra riêng. Tại vì là cũng một phần bên nhà mẹ thì cũng nhiều anh chị em đó. Trước chồng em là có tới 4 chị gái và một em trai đó, thì gia đình lúc nào cũng rất là đông vui đó. Mặc dù đầu tiên á, nghe có 4 chị gái thì mình cũng hơi run, hơi lo luôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà thật sự thì khi mà bước vào nhà thì cả cha cả mẹ, các chị với lại em á, đều kiểu ai cũng vui lắm. Vui mà kiểu hiền á, chứ không có phải là soi mói hay là coi là mình đi đứng hay mình thế này thế kia, không có cái chuyện đó luôn. Nhưng mà sau thời gian làm dâu 4 năm mấy 5 năm đó thì cô cảm giác là mình hợp điều gì với con dâu mình và những cái điều gì mà nó chưa hợp? Đúng là thấy cái gì cũng hợp hết á. Dạ. Ví dụ cụ thể đi.
hiền, là vui vẻ. Tới nhà nó đúng là nhà lúc nào cũng tiếu hết trơn á. À, tiếu lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đó. Nhưng mà mình có hợp về ăn uống không nè cô? Hay là đồ đạc nè, rồi này kia có hợp không? Ăn uống thì hơi khó chút xíu, dâu hơi khó chút xíu. Khó sao vậy cô? Không phải khó mà điều cá thì tùy theo cá ăn, chứ không phải là cá nào cũng ăn được. Dạ, tức là về khẩu vị á thì mẹ nấu lại rất hợp với em, tại vì là mặc dù em là miền Bắc gốc Bắc nhưng mà lại rất thích các món miền Tây, thì vô đúng nhà chồng là miền Tây mà nấu ăn cha mẹ các chị nấu ăn rất là ngon luôn. Con nghe chị có nói là anh nhà mình nói là có đi ở rể một thời gian đó chị, tại lúc đó cô nghĩ như thế nào hả cô? Rồi lúc đó nó nghe mà lúc nó ở chung còn ở nhà thì tối đi diễn về khuya 11-12 giờ là thường, nhiều khi chạy chương trình 1 giờ luôn thì con phải canh cửa mở cửa. Nhưng mà nó có gia đình rồi, cái mất tiêu im re, tối ngủ cũng không có ai kêu cửa vậy. Mà lúc đó cô khóc biết bao nhiêu, nó tối khóc buồn khóc cái cái nói với chị nó, cái nó mới nói lại trong cái nhóm gia đình có nhóm nhắn tin á, cái cô mới đọc, cô mới nghe nó trả lời chị nó vậy. Thôi sao mà sao đừng nói em khóc giờ, để khi nào em có thời gian là em về đó. Ra cái từ đó sao cô không nói nữa, buồn chứ như ngày nào cũng mở cửa có bây giờ quen rồi. Đúng rồi thực ra là chồng con thời gian đó cũng khóc nhiều lắm mà tại vì kiểu như là con trai á, cho nên cũng không có để cho vợ biết, tại vì là nhiều khi dậy thì đang ở rể á, mà cứ khóc hoài nhớ mẹ nhớ cha thì con cũng sốc ruột á. Và sau đó cũng biết, mình cũng chủ động là chồng ơi tuần này á, về nhà với mẹ chơi mấy ngày đi, nói chung mà tuần này không có làm đi làm á, thì chạy về nhà chơi với cha với mẹ bất kỳ lúc nào mà có thời gian, hoặc là kiểu chồng muốn là mình chạy về thôi, không có vấn đề gì cả, cũng đừng có, tại vì chồng con cũng là kiểu dạng tình cảm mà kiểu ở bên trong nhiều lắm, lạc lòng lắm, ít khi nào mà nói ra ngoài á. Dạ, cho nên là mình cũng để ý để mà cũng nói với chồng như vậy, rồi cũng biết là mẹ cũng sẽ buồn. Thường mà mấy tuần về nhà mẹ chồng đó, thì em có bao giờ hay tâm sự với mẹ chồng tất cả những cái việc trong cuộc sống, rồi tâm sự chuyện vợ chồng cho mẹ nghe hay là con cái cho mẹ nghe không? Dạ cũng có, tức là đối với mẹ thì nói mà để mà nói là vô phòng nói chuyện riêng hai mẹ con á, thì chắc là chưa có, ít lắm. Nhưng mà thường về nhà cái cũng ngồi cả gia đình với nhau á, rồi kể chuyện, khoe với mẹ, khoe với cha. Tụi con hôm nay mới diễn được chương trình này hay lắm mẹ, rồi hôm nay con được lên tivi đó, sắp tới mở cho cha mẹ coi, rồi kiểu như vậy. Rồi với lại là thật ra thì hai vợ chồng khi mà cưới về rồi cũng ít có những cái chuyện không vui, những cái đó hai đứa có thể tự giải quyết được, cho nên cũng không có nói ra nhiều để cho mẹ buồn. Nhưng có bao giờ là cô thấy con dâu mình với con trai mình là có một chút gì cãi nhau gì không? Không, nói chưa thấy gì hết. Bây giờ con dâu nó mét là chồng nó la nó gì không? Không có mét hả? Không có luôn không? Chỉ có chạy vô mét là mẹ ơi chồng con không chịu ăn. Ý là tới giờ ăn không chịu ăn. Mẹ ơi không chịu ăn rồi kiểu cứ lo làm này làm kia làm việc á. Dạ đó. Sốt người, sướng người. Là hai đứa thì diễn rồi khi nó ăn uống không đúng giờ đúng giấc là thiếu ngủ, khi lâu lâu về mắt nào cũng thấy trẫm lơ rồi đó, rồi nó bèo nhèo thấy tội lắm, xuống thấy tội lắm kìa, rồi ép con ăn người mắt đó. Thao láo luôn. Dạ đúng rồi đó, diễn ngày diễn đêm quay tới 1-2 giờ sáng khuya, thật là làm nghệ sĩ nó vất vả lắm. Dạ, đặc biệt nghệ sĩ múa còn vất vả hơn nữa, tổng cục lắm. Tôi thấy thật ra nghệ sĩ múa thấy thương lắm. Dạ. Lao động nghệ thuật gần như là đến mức kiệt sức luôn á. Dạ. Tụi em còn về mảng ballet với đương đại nữa, cho nên là có những cái vở diễn tập cả tháng á, tập cả tháng xong rồi có lúc bị chấn thương, rồi cũng không có dám nói với mẹ đâu, tại vì biết là thật ra ngay từ đầu á em mới là người theo múa trước, còn chồng thì cũng giống như những các bạn trẻ khác thì tốt nghiệp lớp 12 ra trường rồi cũng định là sẽ theo nghề nhiếp ảnh hoặc là một con đường khác. Nhưng mà vô tình là một người bạn dẫn vào nhóm múa chung thì em là người dạy, rất là giống như là cô giáo vậy đó. Rồi sau đó yêu nhau rồi cuối cùng lại dẫn chồng theo con đường này luôn. Cho nên thật ra ngay từ đầu á con biết là mẹ cũng cả nhà rất là lo lắng khi mà nghe là chồng em sẽ theo nghề múa. Thứ nhất là lúc đó cũng khá muộn rồi đó, em thì học từ bé nhưng mà chồng thì bắt đầu năm 20 mấy tuổi á,
cho nên là khá muộn rồi, cũng lo lắm, con biết mẹ rất là lo. Nhưng mà hai đứa con chỉ biết là cố gắng, tức là ổn định cuộc sống với cái nghề mà mình đã chọn á. Rồi mình cứ làm nghệ thuật, mình làm nghề một cách kiểu tử tế, mình hết lòng á, sau này mẹ cũng yên tâm hơn nhiều. Tại vì tụi em thì hiện tại đang cũng cùng là diễn viên của nhà hát giao hưởng, tụi em có cái công việc ổn định, có những cái xuất diễn ổn định, rồi cũng đưa mẹ đưa các chị đi đến để xem tụi em biểu diễn đó, thì bây giờ mẹ cũng yên tâm phần nào. Thì ra cô giáo yêu học sinh. Dạ đúng, cô giáo bắt cóc học sinh luôn. Có một lần về hai đứa thấy gì đâu mà nó nghịch chân nghịch đồ tùm lum mà la cho nè, nó bị bông bị vết thương hả chị? Đúng rồi, bông dân cái sót cái cô mấy chị với chị nó mới nóng ruột. Trời ơi, mẹ đó phải không biết gì không cho mình diễn mà nóng ruột quá tội nghiệp. Hai đứa giờ lúc nào gặp cũng bơ phở hết trơn á, gặp thì chỉ ép ngủ ép ăn không chứ không biết ép gì hết. Yeah. Xong cái đợt nó coi diễn hai cha con hai mấy giờ chồng rồi đi coi á, ủa nó diễn hay mà hai chồng ngồi mà nói là rớn nước mắt luôn á, xúc động á, hay quá. Đúng, hay luôn, tự hào về con. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ có thể dạ bây giờ thôi em mời chị qua bên đây nha, giữa hai người phụ nữ đi. Mời chị ạ. Giờ qua đây là mình sẽ tâm sự chuyện thầm kín nha. Rồi mình làm dâu mẹ là được 5 năm rồi, cái việc mà mình ở chung á thì cũng chưa được nhiều. Nhưng mà có những cái lần mà mình về nhà mình chơi rồi này kia á, thì mình có những cái chuyện nào đó mà mình với mẹ mình hiểu lầm nhau, hay là chị có bao giờ mà to tiếng với mẹ một lần nào chưa, hay là làm mẹ buồn một chuyện nào đó chưa? Thì thật ra nếu mà nói là to tiếng hay là mẹ buồn thì chắc là chưa. Yeah. Nhưng mà cũng không phải là hiểu lầm nữa, chỉ là nhiều khi mình về nhà mình thấy có mẹ có những cái thói quen mà mình cảm thấy mình sót á. Mẹ rất lo về chuyện ăn uống cho các con. Yeah. Nhưng mà bản thân mẹ thì mẹ không có ăn uống đúng giờ, tức là nhiều khi ví dụ buổi sáng mẹ không ăn nhưng mà đến trưa cái nhiều khi mẹ nấu này nọ xong cái mẹ kêu chứ con ăn đi, ăn mấy đứa ăn đi, rồi nói mẹ ăn chung với con đi, thôi mẹ mới ăn rồi lát mẹ ăn, thì đến 3-4 giờ mới ăn trưa, xong nhiều khi buổi tối thì tới 9-10 giờ mới ăn tối, tại vì giờ giấc của mọi người cũng không giống nhau cho nên là kiểu giống như là ai rảnh thì ăn thôi. Đúng, đúng rồi, ai rảnh thì ăn đó. Rồi thì riêng mẹ là kiểu mà cứ ngồi nhìn các con ăn xong rồi lát nữa một mình mới xới cho cơm cặm cụi ngồi ăn. Thì đó, chỉ có cái chuyện đó là mình về mình hay nói mẹ. Dạ. Mà trong cái đợt dịch vừa rồi á là mình không có đi làm được đúng không? Đúng. Rồi mình có về đây mình ở chung với ba mẹ không chị? Hay là mình vẫn ở bên nhà mình? Đợt dịch vừa rồi á thì về đó ở 3 tuần. Lúc đó thì mình có bầu, mình chưa có sinh em bé. Rồi sau đó thì tự nhiên đến cái tháng cuối thì lại bị huyết áp cao, cho nên là mình sinh em bé sớm hơn dự định gần 1 tháng. Thế là hai vợ chồng ở trong bệnh viện á cũng không có dám nói gì về nhà hết, tại vì biết là mọi người sẽ rất là lo, mà lại còn đang dịch nữa. Sau khi trải qua 1 tháng ở trong bệnh viện, tại vì là sinh em bé rồi đợi chăm em bé rồi mới đón em bé về nhà, thì sau đó 2 ngày thì có tin là gia đình ở bên nhà chồng bị Covid. Cha bị nặng nhất rồi đưa vô bệnh viện. Cha vào bệnh viện khoảng gần 2 tuần thì mẹ cũng vào bệnh viện. Mẹ thì khỏe hơn một chút tại vì mẹ lúc đó cũng được một mũi vaccine rồi. Cha vào viện khoảng 2 tuần hơn thì giảm hấp. Ba tuần đó mình bị cũng cảm thấy may mắn, bởi vì trước đó chưa bao giờ mà mình ở nhà với cha mẹ lâu như vậy. Thì trong 3 tuần đó nói chung hai vợ chồng lúc nào cũng kiếm cái này cái kia để quay clip chụp hình cả gia đình, rồi trên TikTok kéo nguyên một nhà đại gia đình, cả cha cả mẹ cả các anh chị em con cháu chắc á vô quay clip chung luôn. Thì tự nhiên cảm thấy rất là may mắn khi mà mình lưu giữ mình lưu lại được những cái kỷ niệm, tại vì mình cũng không biết trước được là cái đại dịch này nó sẽ cướp đi người cha của mình đó. Thì em cũng xin chia buồn với chị với gia đình. Cô hả? Buồn chứ. Dạ. Hốt nhà luôn, bây giờ nó chứ nghĩ tới buồn vậy lắm. Dạ. Tại vì cháu nội thì ham, nhưng mà chừng có cháu nội rồi thì mắc bị bệnh Covid thì đâu có lo được. Ăn như thiền thì sao mà không có cho ai tới lui được đó. Dạ. Ra có hai vợ chồng ở trong bệnh viện không, tội lắm. Ra giờ mà nghĩ tới là rớt nước mắt á, không có nuôi được cháu nội ngày nào hết, tội nghiệp. Rồi xui bà ngoại lo từ mấy tháng đầu lo không,
rồi con hết bệnh hết COVID xuất viện về thì bắt đầu nó hình như di chứng, cái chân nó đau đi không được luôn, mỗi lần bước xuống là nước mắt nó rớt đó. Đau làm cái gì vậy, kỳ lắm. Rồi con khóc đau quá, khóc không biết làm sao nữa. Bây giờ đã hết cái kia rồi, bây giờ thêm cái này nữa, rồi mấy cái này nó cũng khuyên, nó lơn, nó an ủi này kia. Rồi về nó chứ hỏi chứ con về con nằm, thì lúc nó chưa có đem cái cốt ông về, là mấy ngày sau mới đem về. Cái con khóc, cái con gái con nó khóc, mẹ ơi mẹ em đừng khóc, mà mẹ khóc tụi con sao sống được. Cái là cô ráng, con cũng mới lớn rồi mà, nó cũng tội nghiệp, không có người nào lớn nữa. Nó ráng dằn chứ cái sức của cô mà theo, nhưng mà cô vô trong phòng mà cũng nằm cô đập giật giả, mà cô khóc cho mấy đã cái nữa cô. Tức là cô tức mà cô cái sức cô là như vậy đó. Nhưng mà ráng âm thầm khóc lén con không, là tối nằm ngủ hoặc là trưa là nằm khóc hết, sợ con nó buồn. Má mình buồn thì con mình nó sẽ buồn theo. Nó lúc nó cũng nó khổ lắm. Tới khoảng gần 3 tháng là bắt đầu mới hết cái chân hết đau đó. Nó hết sao con nó làm lợi. Lâu lâu con nó sưng lên cái nó làm cái mình đi mình bước đi không được. Vậy thì lúc đó mình sống trong nhà với ai? Nhà với Úc, anh trai đó Úc. À, thì dạ, con trai Úc thôi. Dạ. Rồi dạ. Với lại anh gái thứ năm. À, cái thứ năm là bệnh hoạn cơm nước là nó về nó lo cho con hết. Dạ. Lúc đó mấy cái này thì xanh là cái ngồi tuổi nằm cái tuổi. Lâu cái gửi clip cho nội về coi làm sao, nó lớn từng ngày sao. Và nó xanh tiếng tháng nữa, không có đủ tháng nữa. Xót lắm, mỗi lần thấy là xót mỗi. Rồi sau đó thì gặp được cháu nội. Chừng mà con hết thì khỏe rồi đó. Rồi hết cái cách ly đó, hết chương trình tỉ thị 16 đó. Rồi bắt đầu mới ẩm cháu ngoại, cháu nội về. Trời, lúc đó mừng. Mừng lắm, cưng lắm. Nhưng mà lúc đó bà nội còn yếu lắm. Ẩm thôi chứ còn ẩm cháu là ngồi chỗ thôi nha. Chứ đứng giờ là đứng không có nổi, lúc đó còn yếu lắm. Dạ. Rồi tụi nghiệp là xui gái. Rồi tụi nghiệp nói là đúng là tụi nghiệp xui quá trời, cực khổ lắm thôi. Rồi mới ẩm qua thăm nội xong rồi ẩm về vậy đó, mà đi qua đi lại được mấy lần vậy đó, đoạn trường luôn. Rồi chắc mời cô dâu về đây thôi. Thật ra câu chuyện này nó, mẹ chồng nàng dâu thì cũng rất là yêu thương nhau, chỉ có một cái biến cố mà chúng ta cũng đã nhắc lại rồi. Xin chia sẻ cái nỗi buồn đó với gia đình ha. Cảm ơn. Sau biến cố thì gia đình lại càng yêu thương nhau nhiều hơn, chăm sóc mẹ nhiều hơn đúng không? Dạ đúng. Bây giờ chính ra cô dâu là phải thường xuyên về với mẹ hơn. Dạ, yeah, tức là vừa hết chỉ thị 16 một cái á, mà lúc đó là tại vì em sinh mổ á, cho nên là vừa kiểu mà cảm thấy khỏe một xíu á, là cái lần đầu tiên thật sự về là chưa có cháu, tại vì cháu nhờ gửi bà ngoại. Rồi chỉ có hai vợ chồng chạy về, hôm đó là 49 ngày của cha. Thì chạy về chỉ muốn ôm mẹ thôi. Ôm mẹ, chạy rồi, sao mẹ ôm các chị. Nói chung lúc đó tự nhiên á, mình cảm thấy trong cái thời dịch á, cái chuyện ôm người thân của mình, ở bên người thân của mình, sao mà nó xa xỉ quá. Lúc đó chỉ muốn chạy về thật nhanh, không nói gì hết, chỉ có chạy vô thấy mẹ đang ở trong phòng là hai đứa lao vô ôm mẹ. Ôm thì lúc đó mẹ mới bật khóc, tại vì cái hôm mẹ từ bệnh viện về á, là tụi em thì vẫn phải ở nhà, không có thể nào mà đón mẹ về được. Cứ theo dõi là trên group gia đình á, là các chị, các em báo lên là mẹ về tới đâu rồi, nó đến đâu rồi. Xong rồi chân thì đau, nhưng mà người ta lại kiểu thả lộn nhà một xíu lại phải đi bộ về. Nhưng mà cũng không gọi điện nói ai ra rước hết đó, chỉ có cứ thế, cứ nhích từng bước đi về nghe. Nhưng mà đau lòng lắm. Sau mấy tháng mà lần đầu tiên con dâu ôm mình á, thì cảm giác cô như thế nào không? Ấm áp lắm, hạnh phúc lắm. Hai đứa con, nó đúng là lúc xuống về, xuất viện về rồi thì đứa nào cũng ôm cho nó. Kiểu như dạng như chết đi sống lại, mà bệnh cũng nặng lắm, đứa con cũng nặng lắm. Đứa nào cũng ôm mà mừng, ôm khóc thấy thương lắm, đứa nào cũng ôm cho nó. Sau đại dịch thì chúng ta cảm giác là chúng ta cần yêu thương nhau nhiều hơn, cần ôm nhau nhiều hơn. Những cái ôm đó nó ấm áp làm sao đó. Ra ngày thường thì mình thiếu những cái ôm như thế. Tại sao đại dịch chúng ta mới thấy rằng ôm quan trọng lắm, nó quý vô cùng luôn vậy đó. Quyên lắm, điện thoại, lâu điện thoại nhắn tin vậy. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, đừng lo hết. Lúc nào sau lưng mẹ cũng có tụi con. Dễ thương lắm, điện thoại nhắn tin hoài. Dạ. An ủi. Mẹ, con đang giữ trên tay, đây là một lá thư. Đây là lá thư của con dâu thứ bảy của mẹ. Dạ, con gửi cho mẹ nha, để cho mẹ đọc nha. Bây giờ còn viết thư tay là hiếm lắm luôn á. Bao nhiêu tâm tư ở trong đây. Kính gửi mẹ Thu, người mẹ chồng tuyệt vời của con. Mẹ ơi, con về làm dâu của mẹ tính đến thời điểm này cũng đã gần 5 năm rồi.
mà thật sự chưa bao giờ con nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm. Con luôn biết ơn cha mẹ, các chị, em vì từ ngày tụi con mới quen nhau thôi, cả nhà đã luôn yêu thương con như là con ruột trong gia đình. Dù là con dâu nhưng con luôn được tôn trọng, được quan tâm, chăm sóc y như con gái của gia đình mình vậy. Có lẽ chẳng ai làm dâu mà sướng như con cả mẹ hả. Mẹ ơi, giờ thì chị em tụi con chỉ còn có mẹ, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Dù khó có thể quên được, giờ con biết mẹ không muốn tụi con lo lắng. Nhưng điều mong ước duy nhất của chị em con hiện giờ là mẹ mạnh khỏe, sống vui vẻ bên các con và các cháu. Mong mẹ hãy cứ sống thật thoải mái, buồn có thể khóc, vui có thể cười. Muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc. Và mẹ hãy yên tâm là sẽ luôn có tụi con ở bên mẹ. Và mẹ đã sống về tụi con và gia đình quá nhiều rồi. Giờ xin để tụi con được hai cha chăm sóc cho mẹ, làm cho mẹ vui và hạnh phúc. Mẹ nha, con yêu của mẹ. Ai sao đem cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm trong tâm hồn con mẹ yêu, dẫn con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Hình ảnh hôm nay nó sẽ lan tỏa đến hàng triệu triệu gia đình của Việt Nam. Mong rằng mẹ chồng nàng dâu có những giây phút hạnh phúc như thế, có những cái ôm như thế, có những giọt nước mắt hạnh phúc như thế. Hãy yêu thương mẹ chồng của mình như là mẹ ruột của mình, và yêu thương con dâu của mình như là con ruột của mình. Đó cũng chính là thông điệp của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cô cảm giác thế nào? Nhưng mà nói cho đúng ra, từ lúc mà con cưới tới giờ hoặc trước khi quen là con cũng nghĩ là lúc nào cũng lặng gái, chứ con cũng nghĩ là con dâu. Mà ở nhà có dâu út cũng vậy, rể cũng vậy, con nghĩ giống như là con trai với con gái trong gia đình mà đó, cũng không bao giờ con nghĩ là dâu hoặc rể hết trơn á. Thật ra gia đình thoải mái lắm, nói chuyện rồi cũng tự nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên mình nhận một bức thư đầy cảm xúc như vậy đúng không cô? Cảm xúc. Dạ, con nghĩ đây là một cái tình cảm rất là chân thành từ chị, và con mong là cái tình cảm này của hai mẹ con mình á sẽ duy trì mãi và luôn hạnh phúc và vui vẻ nha cô. Dạ. Bây giờ con sẽ đưa một nhân vật bất ngờ vô cho mẹ với lại cô nha. Chị chị nha. Trai. Rồi, mời đi. Dạ, mời anh ngồi ạ. Sao hôm nay thì mẹ chồng nàng dâu đã có một cái ngày trao đổi tất cả mọi công việc ha. Em cũng muốn nói gì với mẹ với vợ của em không? Dạ, thì em xin chia sẻ nói chung là niềm hạnh phúc của em nhất á, là em tìm được một người chị kỹ mà cùng mình yêu thương gia đình mình, là điều hạnh phúc nhất mà em mong mỏi nữa. Và có thể là sinh được một đứa bé trai, cháu nội để cho ông bà, nói chung là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Dạ, em cũng cảm ơn mẹ là lúc nào cũng ở phía sau chịu đựng và ủng hộ cho tụi con. Và em cũng xin cảm ơn vợ là tại vì cùng em yêu thương cha mẹ của em giống như là cha mẹ ruột vậy đó. Bản thân tụi em cũng khó lắm, khó vượt qua lắm. Thì em biết là cái nỗi đau của mẹ nó lớn nhiều, tại vì thiếu cha trong nhà đó. Hiện tại tới bây giờ chị em giống bị trầm cảm á. Mỗi người nhiều khi không dám nói chuyện với nhau nhiều. Thì em cũng mong mỏi là mẹ cứ thoải mái, rồi hy vọng là mẹ sẽ đi chơi thăm người thân, nhất là bà con. Có bà con, những người cùng thời với mẹ, cùng chia sẻ yêu thương mẹ, rồi giúp cho mẹ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Và mẹ được đi chơi, mẹ được vui vẻ, chụp hình đẹp mình nó gửi về cho con cái coi là tụi em hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Yeah. Bây giờ hai vợ chồng phải tổ chức cho mẹ đi chơi, tạo điều kiện cho mẹ đi chơi bất kỳ nơi đâu mẹ thích, mẹ muốn ha. Được không cô? Dạ được. Rất là vui. Rồi. Tụi em có một món quà nhỏ. Thật ra thì trong cái thời gian làm dâu á thì hai đứa em lúc nào cũng kiểu đi đâu thấy cái gì á, thấy hợp hay là thấy mẹ thích là cũng đều mua cho mẹ hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì con xin được có một món quà nhỏ tặng cho mẹ. Đây là món quà không phải của riêng tụi con đâu, của tất cả anh chị em, chị em con gửi tặng cho mẹ. Mẹ cũng có thể coi được là tụi em con thay cha tặng cho mẹ. Con nghĩ là
cha cũng muốn tặng một cái món quà gì đó cho mẹ, nhưng mà cha chưa có cơ hội, cũng không có điều kiện để cái thời điểm trước đó để tặng cho mẹ. Cảm ơn mẹ thích. Đây mẹ cầm đi, con thấy là em vui nha. Cảm động quá, xúc động quá. Đó, rồi vòng cũ kỹ rồi cất vào đi, xem nó là một kỷ niệm ha. Bây giờ mình đeo vòng mới vào, bắt đầu bây giờ nó sẽ là một cái không gian mới, một thời gian mới, một cuộc sống mới vui vẻ lên, để chúng ta tận hưởng tất cả những gì còn lại, tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống, để chúng ta vui hưởng tuổi già hết cô ha. Đẹp rồi, chúc mừng luôn. Từ sáng tinh. Rồi, cảm ơn gia đình ngày hôm nay rất là nhiều đã tham gia chương trình. Dạ, con cũng xin chúc cho cô với là anh chị dồi dào sức khỏe nè. Chúc cho sự nghiệp của mình ngày càng thăng hoa hơn nữa nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Bích Tâm và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.